Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN AEM52 và các hội nghị liên quan đã kết thúc chuỗi sự kiện kéo dài từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của lĩnh vực kinh tế trong ASEAN, là dịp để các bộ trưởng kinh tế ASEAN tổng soát lại tình hình hoạt động hội nhập kinh tế khu vực từ đầu năm đến nay, thảo luận để thống nhất định hướng hoạt động trong nội khối và với các đối tác đối thoại. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì họp báo quốc tế, thông báo kết quả đạt được tại hội nghị quan trọng này. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, kết quả quan trọng nhất đạt được tại hội nghị AEM52 lần này đối với Việt Nam là việc các bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy thực hiện các sáng kiến ưu tiên kinh tế do Việt Nam đưa ra cho năm chủ tịch để đối phó với các thách thức to lớn do đại dịch COVID-19 gây ra. Cụ thể, hai sáng kiến đã được hoàn tất, gồm sáng kiến về chỉ số hội nhập số ASEAN và tài liệu tham chiếu về kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo ASEAN. 11 sáng kiến còn lại vẫn đang được ASEAN nỗ lực triển khai theo đúng lộ trình, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Trả lời câu hỏi của báo chí trong và ngoài nước về việc thực hiện kế hoạch hành động ASEAN Cộng 3 về giảm thiểu tác động kinh tế của dịch COVID-19 và sáng kiến chung giữa các bộ trưởng kinh tế ASEAN và Hàn Quốc về thúc đẩy kết nối kinh tế ứng phó với dịch COVID-19 cũng như giải quyết các vấn đề kinh tế, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định những kết quả cụ thể mà Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế lần thứ 52 đạt được đó là thống nhất hướng xử lý vấn đề thông qua biểu thuế nhập khẩu thực hiện Hiệp định ATIGA chuyển đổi từ danh mục hàng hóa ASEAN của Việt Nam. Hoàn thành thủ tục chuẩn bị ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đối với chứng nhận kiểu loại cho sản phẩm xe cơ giới trong ASEAN. Việc thống nhất thực thi cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa toàn ASEAN từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 sẽ là tiền đề để ASEAN thúc đẩy thương mại nội khối, tìm ra các giải pháp nhằm triển khai kế hoạch tổng thể năm 2025 của Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC, điều chỉnh kế hoạch tổng thể năm 2025 phù hợp với bối cảnh mới, làm điểm tựa cho các nước ASEAN sở hữu vị thế cạnh tranh thuận lợi so với các nền kinh tế trong khu vực cũng như toàn cầu, đặc biệt là việc tận dụng một cách hiệu quả các ưu thế của các thành viên ASEAN, tận dụng các cơ hội, thời cơ trong quá trình hội nhập với các khu vực khác trên thế giới. Các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã cùng ASEAN ký với những cái đối tác như là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, vân vân. Và chúng ta mới có được của những cái bước tiếp theo những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như là CPTPP hay là EVFTA mà chúng ta ký với EU. Và từ đó chúng ta có thể dẫn đến một cái kết luận rằng từ những bước đi đầu tiên chúng ta là tham dự hội nhập do yêu cầu thúc bách và yêu cầu đặt là thúc đẩy chúng ta tham gia, thì nay chúng ta đã trở thành một quốc gia chủ động trong cái chiến lược hội nhập của mình và trở thành một trong những quốc gia dẫn dắt của những cái khung khổ hội nhập của ASEAN và của khu vực và đóng góp rất đáng kể vào cho cái hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ của toàn cầu. Và tôi phải nói rằng điều này có ý nghĩa trước tiên cho Việt Nam, cho các nước đang phát triển và cho cộng đồng kinh tế của thế giới, của quốc tế, là cái chỗ là bảo vệ, là công cụ, là cơ sở quan trọng để bảo vệ lợi ích cho các nước đang phát triển, cho các cái nước mà ở trình độ thấp trong cái hội nhập chung với thế giới. Trả lời câu hỏi của báo chí trong và ngoài nước về những thống nhất định hướng ưu tiên cho việc ký kết hiệp định RCEP vào cuối năm nay, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết phần lớn các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến RCEP đều đạt được kết quả khả quan. Các bộ trưởng rất hài lòng và đánh giá kết quả đạt được theo đúng tiến độ yêu cầu, đồng thời đưa ra những chỉ đạo cụ thể để giải quyết những vấn đề còn lại, kể cả trong vấn đề rà soát pháp lý, quy trình thực hiện nội bộ cũng như thúc đẩy đạt mục tiêu hoàn tất các công việc chuẩn bị để ký kết vào cuối năm 2020. Các nước thành viên RCEP đều tạo điều kiện để Ấn Độ tiếp tục tham gia ký kết RCEP, đồng thời đã có ý kiến chỉ đạo rất cụ thể. Theo tinh thần đó, Bộ trưởng hy vọng các mục tiêu của các lãnh đạo RCEP vào cuối năm ngoái ở hội nghị thượng đỉnh Bangkok sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng lộ trình. Cùng với các hiệp định thương mại tự do khác, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, như EVFTA, EVFTA, thì RCEP sẽ có một ý nghĩa rất quan trọng cho các mục tiêu nền tảng cũng như là những cái chiến lược dài hạn của Việt Nam. Và chắc chắn rằng Việt Nam thông qua cái RCEP nếu được ký kết thì sẽ tiếp tục khẳng định mình là một cái quốc gia có vai trò và có cái vị thế vô cùng quan trọng trong cái toàn cầu hóa cũng như trong với lại cái hội nhập của khu vực đối với thế giới. Những nỗ lực từ đầu năm đến nay đã cho thấy vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong cương vị Chủ tịch ASEAN 2020. Việt Nam đã và đang thực hiện rất tốt tinh thần, gắn kết và chủ động thích ứng ASEAN của năm 2020 và nhận được sự ủng hộ, ghi nhận từ các nước ASEAN cũng như các đối tác ngoại khối.